cũng nghiền cắt cái xanh bây giờ. Cùng quá nghỉ như này. Mưa gió quá, chịu. Đi lúc nào chưa? Chưa, đã đi được không? Lắm đẹp quá nhỉ. Đẹp đấy. Cái này bao tiền anh? 10 à? 10 triệu. Bình đấy, Nam Điền, Nam Điền đây. Phải, đúng rồi. Rằm tất nhiên là không phải vui của mình. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai thì nhiều nhưng mà kiếm được cốt đẹp thì khó lắm. Khó lắm. Quế. Quế. Đi ra, cái cây hôm trước, vẫn còn, chưa vào. Lại gặp ông anh ở đây rồi. Cái cây này chưa bán được. Tùng bao tiền anh? Bao nhiêu? Vừa mới thay chậu à? Bẻ hết tóc tùng sang cho ông anh thế nào. Cái gánh à? Đẹp đấy. Quê. Đấy. Thế. Lấy cái gì không? Người mới ra đã làm được gì đâu anh? Chưa con mini quê hay phết. Ở đâu? Ở của anh ấy. Thế mà tối em chả thấy gửi cho em xem với. Tối qua về mệt. Ai còn lo họ nó chụp ảnh gì nữa. Vâng, mà mưa gió quá. Được không? Được. Quá ổn, đẹp nhất chợ hôm nay đấy. Dạ. Này đấy. To thế. Ừ. Rất bình tĩnh không? Anh Trung hôm qua thấy khoe cây ổi đây đúng không? Châu. Yeah. Bé chơi dây thừng. Vừa mới ra, mưa quá giờ mới ra đây. Đây là thể hiện là nó chói. Anh mang loạt nào đi đấy? Anh chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ gài thôi. Yeah. Có lên Sơn Tây không anh? Thỉnh thoảng. Mình biết chơi. Hôm vừa rồi lên. Lên triển lãm được đấy nhỉ? Ổi ổi đã giao lưu chưa đấy? Mấy tiền anh? Hoàn nhìn thấy để chân đi. À để rồi. Đẹp quá. Lâu lắm mới để thấy cây ổi đẹp. Chợ mất mất ổi. Vài bao tiền anh? Bán 8 triệu. Quần quại đấy. Rồi bắt đầu ổi lâu lắm. Hãy
ngoài. Đây, đây có một con nữa này. Ghê chưa? Này ghê chưa? Cổ hộp chậu đây. Có cái cốt cổ. Xoay sang đơn nữa à? Đá đổi món liên tục gì anh? Cái dưới này mà nó nu thì đẹp. Với à? Mấy năm trời. Là cái chậu lạ sao bảo đấy? Dưới hết sau làm răm sướng. Mua đấy. Cái loại chậu này á? Lấy trong có cái đấy. Lấy có gì từ đó? Chưa, ta lấy được cái gì nữa? À lấy được cái cục hôm qua khoe gì đấy đấy. Đây anh này mới lấy con điên này. Ôi giời, cái da đấy, bảo xem cái là gì. Trong đây là không chất tới nó hay dùng lắm. Mấy con điên, anh lấy mấy con? Nhiều lắm. Anh thấy múc liên tục. Múc liên tục. Điền đất này. Ừ, đấy này. Này đất mà đẹp. Bệt dính. Đây. Vừa lấy xong rồi. Đây nhà con điện này bây giờ còn hết nhỉ? Của ông đại đấy. Vừa nói chuyện nó đây. Không kết rồi. Đại này bán ác phết đấy. Đại bán nhiều. Bán nhiều cho anh luôn. Mấy con trên sân thượng của anh là toàn của nó đấy. Phần lớn của nó. Cả trọng và chiếc. Đây hắn đẹp. Bên này mà lọc ra mới thấy mới hay. Đẹp. Nhưng mà chưa lên đến nơi đâu. Chưa. Xong chung kết rồi. Sáng nay chung kết rồi. Hay đấy. Nhẹ. Múc cầy thế mà sướng. Sao chú múc? Ôi ơi, tiền đâu múc? Dám rón rén đôi cây thôi. Chỉ dám rón rén đôi cây thôi. Tiền đâu múc? Ai muốn múc không bác? Chứ mà sẵn tiền thì em chắc là mát ngát luôn. À đâu để ra quay mặt sau cây ổn. Cái mặt trước thì đúng hơn. Điện, quá đẹp, cái này lọc cả cái nhìn sạch sẽ khác ngay. Xịn luôn điện, dần quen với nhau. Dưới rất thiên nhiên. Đấy, cho tôi quý đấy, tao nhìn thấy đẹp, tao cái trời đẹp. À, con đấy nghệ thuật đấy nhỉ? Tác phẩm nghệ thuật. Thế con mấy đồng nghe cho mẹ thế này, cái này là. Đấy, cái kéo cắt mẹ cái chậu anh ạ. Kéo cắt đi, đúng rồi. Đấy, yêu cầu theo gia chủ luôn. Đẹp quá, này. Cây phải liên tục như thế nó mới sướng. Đấy, này à. Sâu cây nhìn thích. Sâu, mặt kia cũng được. Trực quanh. Anh lên tận nhà đấy chứ. Chứ không phải anh ra đây anh lấy đâu. Và anh lên tận nhà anh lấy từ. Đẹp đấy. Cái này mấy hôm bảo anh ra đây cho anh. Trong sách này. Trong này. Cái chụp nó không chưa bị tưới lại nó vàng này mấy giờ anh trời vàng rồi nay dính mưa tí chú đừng cho cái chậu vào đây chưa cây hùng còi còi nhưng mà hùng còi không vàng chậu thứ hai không nhưng cây này nó hiền cây ngoài bán này nó hiền cây có gì đó thân cái này hùng còi ở số mắt đúng đây anh anh Quánh Hiếu là con này. À, chính được đấy mẹ. Này chụp lên mà nó nuôi vài trước nó đây mà chưa đổ đấy không? Màu này cơ mà. Sáng. Đúng không? Đây là dính nước mưa sáng rồi. Không. Dưới khoan. Dưới. À, cho ăn tôi này. À, cái cảnh kia là lâu rồi thôi. Đẹp đấy. Chơi quê cho nó vui. Có mấy con quê rồi đấy. Đẹp. Ông quê mini của anh nó chỉ cao thế này thôi. À đi à? Một thân này ra 5 thân này. Làng, trực làng. Lúc nào chụp em xem cái nhá. Nhìn méo mó. Đấy, cũng chả luôn đâu. Đẹp, chuẩn bị đẹp. Rồi. Chuẩn bị luôn đâu. Nghe thế là sướng lắm. Thích luôn rồi thì. Anh đã thích rồi thì chắc chắn là chú thích. Thế mà anh phải chụp ai em. Anh thì chắc chắn là chụp ảnh thì em rồi để em quy lên ngay. Bây giờ. À đấy, thế cho vào đây. Sang nhà anh tí đi.
anh về anh cất cái cây này, anh về chiều anh đi làm. Nhưng mà bây giờ lại phải lên công ty anh. Thế anh về buổi trưa thì anh mới về, anh lấy cây, anh về cất cho lên chiều. Lên chấp nhoáng cái anh ấy xong đi, chờ em tí. Nốt nốt cái đoạn này cái. Cây sông có cái chậu YouTube Nam Quốc mà. Vâng. Kiếm tiền bằng YouTube đấy ạ? Đúng rồi. Kiếm tiền quá thì kiếm tiền bằng YouTube. Kiếm tiền bằng YouTube đấy, bây giờ nó là như thế đấy. Không phải đầu tư gì cả. Đâu, đầu tư thời gian. Cái gieo này cho mặt thôi nhé. Đấy thì mình bỏ việc, mình đi lang thang. Mới ở trên thôi. Ờ, mới là gì lạ. Đổ đẹp. Em phải vòng ngang kia lấy xe cái. Một cái ổ xe đi ra đây ông về, ông chăm cho tôi. Làm sao nó cứ ra là được rồi. Là bác cả lấy cái này à? Ờ. Quá. Qua thấy ông ấy khoe trên mạng nhưng mà thấy nó nhỏ nhỏ ra đây to phết. Ở đây chết ra đây vì ra đây vì vỡ lợ ở ông này đấy chứ. Thì chót ông ấy khoe nhưng trên mạng. Nhưng mà ổi ổi chơi to với sướng. Anh này có đổi này à? Con này của anh Hiếu của ai? Trung à. Trung Châu. Mấy là mấy đâu? Giá nội bộ. À, không công khai. 20 thùng bia. À. Cứ quy ra bia đây chỉ quy ra bia thôi. À rồi, bia rồi, em biết đấy. 20 thùng nhưng bia. Mà nó lại bia gì? Đấy, 20 thùng bia Đức là mệt hết. 20 thùng bia Đức là hơi căng. Không, 20 thùng bia Hà Nội thì còn nói chuyện. Nếu không thế thì thế này là 20 chai xi mây. Không lại là rẻ quá đâu mà. Vừa anh hợp lý vừa phải. Nhà nhà đâu? Anh trên phố. Đẹp đấy. Nhìn thấy đâu. Phố mà bé phố bé, phố mà có đất chơi cái này là gớm đấy. Ở em đấy, phố mà có diện tích để em đấy. 120 mét. Ôi trời ơi. Thế không phải nghĩ chơi, không phải nghĩ. Rồi. Rồi ok. Đi